trăm nghe không bằng một thấy. Cùng xem những chiếc mí xinh của nhà mình nhanh nha. Viện thẩm mỹ quốc tế Mi Nhan đây ạ. Clip cuối trong series tư vấn của mỗi dịch vụ thì Mi Nhan luôn mang đến cho cả nhà những hình ảnh về dịch vụ, đúng không nè? Và hôm nay tiếp tục mời cả nhà mình hãy dùng cửa sổ tâm hồn của mình cùng với Oanh đi ngắm nghía cửa sổ tâm hồn của người ta để nhanh nhanh lẹ lẹ chọn cho mình mẫu cửa sổ tâm hồn tương lai cho mình nha. Bắt đầu luôn, chơi gì nữa? Đầu tiên là những hình ảnh của các khách hàng tiến hành nhấn mí. Đây là trước khi nhấn và sau khi nhấn. Đó, có sự khác biệt rõ ràng. Như Oanh đã chia sẻ ở những số trước, nhấn mí áp dụng cho những ai có cơ mí khỏe để tăng thời gian sử dụng hơn. Quá đẹp luôn, đúng không cả nhà? Bây giờ tới hình cắt mí nha. Đây là mí mini deep. Đó, còn đây là mí full nè. Còn nữa nè cả nhà, tiếp theo là hình ảnh về các dịch vụ khác về mắt mà Tuấn Anh từng nhắc đến. Treo khuôn chân mày nè, mở góc mí trong. Còn đây là mở góc mí ngoài, hạ xếp tạo giọt lệ. Và dịch vụ cắt mí dưới. Wow, đã xem hình rồi thì hình dung rõ hơn nhiều, đúng không ạ? Hình dung rồi thì mình chốt thôi chứ mình còn chờ gì nữa chứ. Gọi liền để đặt lịch tư vấn, để hỏi tất tần tật những gì còn thắc mắc nha chị em. Hoặc là đặt câu hỏi ngay dưới clip này, Tuyết Oanh sẵn sàng giải đáp ở những clip tiếp theo. Mà đừng quên là hiện tại Mi Nhan vẫn còn chương trình ưu đãi đi 2 tặng 1 triệu đồng cho dịch vụ cắt mí nha. Ngoài ra thì những chương trình ưu đãi như thường lệ vẫn còn nguyên vẹn cho chị em luôn. Đó là việc trả góp 0% lãi suất nè, duyệt hồ sơ nhanh gọn lẹ trong 10 phút và không cần phải trả tiền trước. Nhanh tay lên lấy điện thoại gọi liền cho số điện thoại quen thuộc 0933088742 hoặc là lấy điện thoại lấy máy tính inbox trực tiếp cho fanpage của Mi Nhan hoặc là Facebook Nguyễn Huỳnh Như để được giải đáp thắc mắc. Tạm biệt chị em và hẹn gặp lại nhau trên hành trình làm đẹp. Hãy tự tin lên, mạnh dạn lên để được đẹp hơn, để được là chính mình nhé chị em.